Chào mừng các bạn đã đến với Lộc Bình TV. Mình bây giờ cũng đang ở cái hội là Bắc Khuông của là Bình Gia Lạng Sơn nhá. Thì ở đây là đang tầm giờ 11 rưỡi là trưa. Mọi người đang trực là mua lợn quay đây. Ở đây là rất là nhiều lợn quay nhá. Rất là đông. Đi ra. Hội này mấy ngày cô ơi? Hả? Hai ngày à? Nay ngày mai. Ở đây mình hội này có cái gì? Năm nay thì chú Vi thì không thể đâu. Đây đây rất là đông. Đây ở đâu đến? Cháu ở Lộc Bình. Cháu ở ngay thị trấn. Không đến đây đi luôn à? Không đi chú ơi. Còn đi về à? Còn đi ăn cơm à? Ừ, cần phải miếng về nhà ấy chặt được chú ạ. Ôi, quá về nhà ấy chặt này. Cái này cần mốt không? Cần mốt được. Chặt đi. Đi. Ngày hôm nay mình cũng mặc cái bộ quần áo vào ấy nhỉ? Sơn như thế rồi. Ôi! Đâu nào đưa vào đây? Đây ngay ở đây còn chưa được. Tại địa phương còn chưa ăn ai. Sơn về ngoài của mình nhá. Mấy thằng nó đang ở bên bờ sông kia. Mày bảo mày phải ra lấy lần quay tao mới ăn. Tao cũng vào đâu. Nóng quá nhỉ? Cả chung miếng kia với. Ôi bỏ cái tay vô. Mới ra đã chặt ngay sao chúng được anh tay chứ.
Tao chú ý thử găng tay cho nó thôi. Găng tay rồi. Tôi quen. Găng tay chậm lắm. Nếu chậm một cân nhanh rồi. Thôi. Ngày bán được mấy con rồi chú? Miếng kia cân rồi. Hôm nay là ngày mình bán được bao nhiêu con rồi chú ơi? Lấy tiền nó luôn. Chỉ lấy đâu nhỉ? Khách hàng cho nhau mua đông đấy. Vâng. Ô, chặt cho, chặt thắt chú ở đâu đấy? Ôi giời ơi. Mấy cả con luôn á. Vâng. Chú, cái đây là một trong cái lô, nó cân lắm rồi. Từ từ này. Sao? Còn sao phải tốt chặt á? Nóng quá, nóng quá. Nó là nó bảo mặc quần quần áo bên kia mang về. Liệu chặt thế này có được chưa? Đúng miếng nào chặt miếng đấy chưa? Nhưng mà tội nóng quá nhỉ? Ăn to nói lớn, phải miếng to được. Đúng rồi. Giờ bà cho vào túi đi. Dạ. Có. Từ từ mới đến lượt. Mình tính. Con này vừa ta là tranh nhau luôn. Chặt không kịp luôn. Kịp không? Lấy cái miếng thì có người lấy nhỉ? Có rồi đấy. Đang lấy chưa được. Lấy bảo một cân nhỉ? Để thu theo nha, thu theo. Nó bảo không lưng ra là đường trơn, xong lưng cao quá như nào ấy. Một cân một. Xong lưng cao. Lưng cao được mà. Lưng cao có tránh được đâu, tránh được xuống. Cái đá vào nhỉ? Mông mông. Đá vào. Đi đường không sao đâu. Uống thùng bia kem nào. Bia mà ai uống ạ? Không ai uống không? Ông mà. Không lẽ bảo qua cái hàng biết cái gì? Cái này bán cái này. Đây này, đổ vào đây đây. Sắp hết lượng này nữa mà còn rất là nhiều người đây. Chưa đến lượt đây. Khách hàng còn có nhu cầu. Vâng, còn chưa đến lượt đây. Chặt cho em một cân để em tự chặt đi người. Chặt nhờ vậy. Không đợi lâu lắm này. Chặt xong rồi em chặt rồi. Chặt đi chứ. Anh kênh từ kia về là còn chưa được. Hai chị gái tranh nhau rồi. Bấy nhau, bấy nhau. Tôi không thải luôn. Từ. Hai chị em mình uống một nửa. Mà ô liu không phải ô. Chị lái chặt chưa đấy. Ở đây. Con chặt chưa đấy hả? Vâng. Nhiều lắm. Con trói chặt thì cưa đây. Cưa đây hai chị em đang chia nhau. Tươi xuống, tươi xuống. Các chặt này. Còn nhiều mà chị lấy. Nhiều con lấy. Về cho tao không cắt làm anh ơi. Trời ơi. Chặt vừa vừa đây. Chặt thôi. Mấy chút kia nhiều căng không lấy. Trời ơi, tan thành hết rồi. Chặt lá mới. Cái này cũng là cái đó. Chặt đấy. Cái này đúng là cái gì? Ừ, anh chặt miếng này cho một cân đây. Vâng. Chặt đây chị em một lá về. Lá cái này càng đòi chặt lấy luôn. Lấy ra để đến của mình. À cái mốt. Lấy được 300 đi. Chặt này em. Chặt cái phá cho ông kia. Đến nữa cũng phải đi. Ba chỉ hết rồi bây giờ. Thế đây là anh kia nhanh tay đấy nhờ, vớt ba chỉ vào túi luôn. Không nhanh là không đến lượt đấy. Luôn đi nhá. Đang anh kia cũng ngồi đây, anh bảo anh cũng ngồi đâu mà để không ngồi. Này, một cứ phải chặt lấy luôn. Đi kia lấy này. Đâu rồi? Đâu? Bây giờ cần ấn đi. Quay đi cương. Cái đầu tôi thấy à. Em lấy một cân thôi. Ôi, bảo bị khá chặt rồi. Đâu, chặt luôn đi. Anh đây anh lại bảo không ngồi thôi. Đưa này, vội đi đưa đây. Lấy. Lấy hết không? Hết đi rồi đó. 300. Ờ, chặt luôn à, đi. Ở đây là thịt nào cũng giống thịt nào à chú? Một màu thôi. À, một giá đây. 260. Ai nhanh thì được ba chỉ phải không? Vâng. Đồng giá cho nó dễ tính tiền nhỉ.
ảnh hậu ít à? Đỡ phải tính nhiều loạn đi nhỉ. Đấy, bây giờ nó gọi đi chặn nó dễ hơn. Xong là nó gió. Nhiều người vào nó nhiều hết người đó. Bầu kín hết rồi nhỉ. Ờ. Đâu thế nhỉ? Ăn nước, nhắm nghe lúc. Em gọi nó kéo lợn vào nó chưa vào đây. Vào nó chưa? Gọi rồi nữa.